Bạn ha đang đếm mà lô tô hả? Số gì ra, số gì ra đi. Cái nào cũng ngon đúng không? Số gì ra bóc cửa lên. Chào các bạn đã quay trở lại video của mình. Lần trước mình review rất là nhiều cái video về điểm bán sầu riêng này của hai anh trai này. Thì hôm nay mình quay trở lại đây review vào buổi chiều tối ha. Nó cũng sắp mưa rồi các bạn, Sài Gòn sắp mưa rồi. Cái địa điểm này là các bạn ở trên đường Lê Trọng Tấn nha các bạn nha. Đường Lê Trọng Tấn, 280 đường Lê Trọng Tấn. Bên kia đường cũng có một cái điểm bán sầu riêng, cũng cùng một chủ luôn nha các bạn nha. Sầu riêng miền Tây, bảo đảm với các bạn là ngon luôn. Tại vì mình mua rồi, ngon nên mình tới đây để review cho các bạn. Rất nhiều người ở trên kênh YouTube này đã coi được những cái video của mình review đó, thì họ rất là thích và hôm nay thì họ đến đây để cũng như là mình có gặp một vài anh bạn đó, họ coi video rồi họ tới đây gặp mình, họ kêu ông trên cái video cái TV gì mà sống cùng em vợ. Vâng, mình hay review cái những cái đoạn video đó. Thực tế ra thì cũng có nhiều bạn hỏi rằng là đó phải là em vợ không, thật không, thực sự đó là em vợ thật nha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là chị áo trắng này ha, chị chọn một trái sầu riêng để mang về, có thể là xẻ ra để ăn nha các bạn ha. Vâng, đôi khi mình để cho ảnh bán nên mình cũng không có tiếp cận được, nhưng mà ở đây mình review từ xa cho các bạn coi ha. Mình sẽ zoom cái camera vào để cho các bạn coi. Đây là bao ăn tại chỗ luôn các bạn, khui ra, nếu mà các bạn không thích thì các bạn có thể đổi. Rớt gì chị? Cái cục gì cái đi có đá không ta? Có rồi không? Đó điểm sầu riêng này là bạn này cũng đến đây mua thử ha, lấy tay chọt chọt vô thử nó mềm không các bạn ha, mềm hay cứng mình cũng không biết là mềm ngon hay cứng ngon, tùy cái gu của mỗi người nữa. Sầu riêng này bao ăn luôn, mình chờ anh khui cho các bạn, mình zoom cho các bạn coi ha. Các bạn mình zoom cho các bạn coi cái muối anh tách ra này quá đã luôn các bạn. Đầu ư. Này nhìn hấp dẫn các bạn, sầu riêng bao ăn luôn các bạn. Thank you.
có bao tay đầy đủ luôn á. Căng bao nhiêu ký vậy, nó quên mất rồi. Căng ở sầu riêng bao nhiêu ký quên, không nhớ. Hiền, cảm ơn anh. Có nhiều thằng nó chạy sao mà cái bô nó chạy rầm rầm trên phố, ớn thiệt. À, cái vị trí này là ở 280 đường Lê Trọng Tấn nha các bạn, quận Tân Phú. À. À, bạn nữ này trùm kín như ninja, không còn chỗ nào trống hết, rất kín luôn. Mình review cho các bạn coi có chỗ nào trống không, bạn không có chỗ nào trống luôn. À, cái chỗ này nó gần cái đường bay của máy bay á, nên nó kêu cái tiếng ồn của máy bay rất là nhiều. À, đôi khi mình ngồi đây làm nhấm nháp ly cà phê, coi xe chạy, nghe mùi sầu riêng và lâu lâu nghe cả máy bay nó bay các bạn. À, dường như mọi người thích đứng cái chỗ mà 50. À, sầu riêng này là hoàn toàn là tại vườn nha các bạn nha. À, chín cây tại vườn đem lên, hoàn toàn là không có thuốc, mình đã test qua rồi. Nếu mà có thuốc là nó đắng. Con chị đứng sát vô đây chị ngửi mùi sầu riêng vậy. Còn em có đi qua đây giờ em ngửi mùi em mới rẽ vào em mua.
Em đi mà mất đâu nó không có cần. Mai là ra mới biết. Nay về ăn này là phải đăng đúng không cho ăn thử luôn các bạn. like các bạn nhớ thả tim luôn các bạn. Này bạn nữ này, bây giờ mình để ý nè các bạn, bạn nữ này có má lúng đồng tiền nè các bạn. Mua cá này cá thứ mấy rồi hả? Cá thứ 6 rồi à? Làm đâu chục là 12 luôn đây, chục 12. À, bạn nữ áo xanh đang chơi lô tô này các bạn ha, đang đếm mà lô tô hả, số gì ra đây. Cái nào cũng ngon đúng không, số gì ra bóc cửa lên, số gì ra bóc cửa lên, cửa ra mà con mấy, con mấy gì đây. Rớt hột là trời mưa đó các bạn. Rớt hột có nghĩa là trời mưa. Mua sầu riêng anh trai, sầu riêng ghi 6, cơm vàng hạt lép, bao ăn luôn. Bây giờ mình đang đứng ở địa điểm này là 280 đường Lê Trọng Tấn nha các bạn. Các bạn có thể thấy Sài Gòn bây giờ là nó đang ngọn xanh ngọn đỏ các bạn ha. Đèn Sài Gòn là ngọn xanh ngọn đỏ, bây giờ mình thấy có đèn vàng nữa các bạn. À, xa kia có bún đậu mắm tôm nữa các bạn ha. À, bún đậu mắm tôm nữa các bạn, review cho các bạn, có bún đậu mắm tôm ở đây nè các bạn. À, có mì cay luôn nè, có nha kho luôn các bạn ha. Lỡ răng có rụng thì qua nha kho luôn các bạn. Đối diện nha kho đây là điểm bán sầu riêng, cơm vàng hạt lép. Và ở đây thì có hai sự lựa chọn cho các bạn lựa chọn nha. Một đã khui ra, hai trong trái, các bạn muốn chọn cái nào cũng được ha các bạn ha. Nếu đã khui ra rồi thì để trên cái hộp giấy, cái hộp xốp như vậy thì 200.000 một ký. À, còn nếu mà để ở trong trái thì 70.000 hoặc là 50.000 tùy theo. 50.000 thì hầu như là bây giờ mọi người đang ăn gần hết rồi. 50.000 thì trái nó nhỏ hơn chút xíu, còn 70.000 thì trái nó bự chà bá luôn. Các bạn nữ thì thích bự càng tốt ha các bạn ha. À, mới nãy có bạn nữ kia mua là bạn thích cái nào mà lựa cho bạn cái to mà dài nữa các bạn.
sầu riêng mà thích to là dài nữa, là đa số các chị em phụ nữ hay thích các mặt hàng to và dài. Sầu riêng càng to thì càng ngon, càng dài thì càng đã nữa các bạn. Bán rẻ mai nghỉ mốt đi Mỹ luôn các bạn ha. Đó, các bạn có thể nhìn thấy Sài Gòn bây giờ bước xuống buổi chiều tầm bây giờ 6 giờ rưỡi rồi.